gửi lời chào thân mến và lời cảm ơn tới tất cả các con đã cùng quay trở lại khóa học Tiếng Việt lớp 2 của trang web olm.vn. Các con thân mến, mở đầu cho bài giảng này, cô mời chúng mình cùng theo dõi hình ảnh. Các con thấy bộ dụng cụ trong hình ảnh này sử dụng ở môn học nào? Đúng rồi! Những dụng cụ này chúng mình có thể sử dụng cho môn vẽ hay còn gọi là mỹ thuật. Trong những đồ dùng của các con, có thể không có đầy đủ tất cả những thứ này, nhưng cô tin chắc rằng chúng mình cũng sẽ có cho mình những cuốn vở tập vẽ, có cho mình hộp bút chì màu, bút sáp màu hay là những lọ màu nước sặc sỡ. Suốt quá trình học vẽ, con đã vẽ được bức tranh nào con đặc biệt yêu thích? Con hãy giới thiệu với bạn của mình về một bức tranh con yêu thích nhất, do con hoặc do bất cứ ai vẽ cũng được nhé. Và bài học hôm nay của chúng ta cũng liên quan đến những bức tranh như vậy. Cô mời các con cùng vào bài học mang tựa đề Em học vẽ. Trước hết, cô trò chúng ta sẽ cùng học đọc bài thơ Em học vẽ. Các con dừng video lại một chút, dành thời gian học đọc bài thơ này. Và bây giờ, cô sẽ đọc mẫu, các con cùng lắng nghe. Em học vẽ. Hôm nay trong lớp học, với giấy trắng bút màu, nắn nót em ngồi vẽ. Lung linh bầu trời sao, vẽ ông trăng trên cao, rồi ánh vàng đầy ngõ, vẽ cánh diều no gió, vì vù giữa trời xanh, vẽ biển cả trong lành, có một con thuyền trắng, dương cánh buồm đỏ thắm, đang rẽ sóng ra khơi, vẽ cả ông mặt trời và những chùm phượng đỏ, trên sân trường lộng gió, gọi về về râm ran. Phan Thị Diên. Bài thơ gồm có 4 khổ đã được thể hiện rất rõ ràng trên màn hình. Tương ứng sẽ là những bức tranh của bạn nhỏ trong bài thơ. Để tìm hiểu về nội dung của những bức tranh ấy, cô trò chúng ta sẽ cùng trả lời các câu hỏi. Các con thấy rằng một hoặc hai khổ thơ sẽ tạo thành một bức tranh với phong cảnh tương ứng. Cô có các khổ thơ sau đây. Con hãy nối xem mỗi khổ có cảnh nào nhé. Đọc thơ, chúng mình dễ dàng xác định được. Khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai nhắc đến cảnh trời đêm. Khổ thơ thứ ba nhắc đến cảnh biển. Và khổ thơ thứ tư nhắc đến cảnh trường học. Để ý đến khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai, các con thấy bạn nhỏ vẽ những gì trong bức tranh trời đêm? Vào ban đêm, để ý trên bầu trời thường có những gì, các con sẽ thấy được bức tranh của bạn nhỏ rất chân thực. Bức tranh trời đêm được nhắc đến trong khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai qua các câu thơ lung linh bầu trời sao, vẽ ông trăng trên cao, rồi ánh vàng đầy ngõ. Như vậy là bạn nhỏ vẽ bức tranh bầu trời đêm có những ánh sao lung linh và ông trăng rải ánh vàng đầy ngõ. Ông trăng dường như chiếu sáng xuống mọi vật, làm ánh sáng màu vàng ấy lan tỏa xuống những con ngõ dưới mặt đất. Không chỉ vẽ cảnh trời đêm, bạn nhỏ còn vẽ cảnh biển. Đọc tiếp khổ thơ thứ ba, con thấy bức tranh cảnh biển của bạn nhỏ có gì đẹp? Vẽ biển cả trong lành, có một con thuyền trắng, dương cánh buồm đỏ thắm, đang rẽ sóng ra khơi. Vậy là trong cảnh biển này, bạn nhỏ vẽ một con thuyền trắng đang dương cánh buồm đỏ thắm để rẽ sóng ra khơi. Đó là cảnh đẹp của cảnh biển. Theo dõi thật kỹ những câu thơ trong bài thơ này, cô có bức tranh như sau.
Con hãy chọn một khổ thơ với nội dung tương ứng với bức ảnh này nhé. Ngắm thật kỹ bức ảnh, chúng mình thấy khung cảnh của một sân trường với những hàng ghế đá phượng vĩ và phía xa là những phòng học. Toàn bộ khung cảnh được ánh mặt trời chiếu xuống lung linh và chúng ta nhìn thấy được khổ thơ tương ứng với bức tranh này, chính là khổ thơ thứ tư. Cô cùng các con sẽ đọc lại khổ thơ này. Vẽ cả ông mặt trời và những chùm phượng vĩ trên sân trường lộng gió, gọi ve về râm ran. Đến cuối cùng, chúng mình sẽ quay trở lại đầy đủ bốn khổ thơ. Các con hãy gạch chân dưới những tiếng cùng vần với nhau ở cuối các dòng thơ giúp cô nhé. Nhiệm vụ này đã rất quen thuộc với các con khi đã học hết chương trình tiếng Việt lớp 1. Và chúng mình dễ dàng gạch chân được dưới những tiếng cùng vần với nhau ở cuối các dòng thơ, đó là tiếng sao bắt vần với tiếng cao. Cả hai tiếng này cùng chứa vần ao. Tiếng ngõ cùng vần với cả tiếng gió. Tiếng xanh cùng vần với tiếng lành và cả hai tiếng cùng chứa vần anh. Tiếng khơi cùng vần với tiếng trời, cả hai tiếng cùng chứa vần ơi. Cuối cùng, tiếng đỏ cùng vần với tiếng gió. Cuối cùng, ở bài thơ này, con hãy chọn ra hai khổ thơ con thích và học thuộc lòng nhé. Cùng cô thực hành để hoàn thành khổ thơ sau. Thêm một lần nữa, ghi nhớ những khổ thơ này nào. Các con thân mến, như vậy là cô trò chúng mình đã cùng đọc và tìm hiểu nội dung của bài thơ Em học vẽ. Qua đó, con thấy được tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu cảnh vật của bạn nhỏ. Cũng thấy được các bạn ấy rất có năng khiếu hội họa, nên mới vẽ được những bức tranh hài hòa màu sắc với cảnh vật sống động như thế. Trong hình dung của các con, chắc hẳn đã có những bức tranh cho riêng mình. Con thích bức tranh nào? Hãy vẽ ra và có thể miêu tả về bức tranh đó nhé. Nội dung của bài thơ này đã kết thúc video bài giảng của chúng ta. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các con trong bài giảng thứ hai của bài học Em học vẽ trên trang web olm.vn.